Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lấu chân lý 16 nha anh em. Rồi, khởi đầu với 4 ngoại binh cũng như là 2 xạ thủ. Đầu game mà có ngoại binh sớm thì chúng ta nên tận dụng nha. Như mình là mình cực kỳ thích kiểu đánh ngoại binh ở đầu luôn. Anh em có thể đánh chuỗi thua hoặc là có thể đánh theo phong cách chuỗi thắng cũng được. Và hiện tại thì mình đang có được một cái loại công nghệ nó theo cái kiểu chuỗi thua anh em ơi, kiểu thua có tính toán mà. Anh em thua sẽ nhận được 2 vàng và thêm một lần đổi lại free sau mỗi vòng đấu. Đây. Ui gì luôn à? Chắc là mình sẽ không úp cấp vội đâu. Và hiện tại cái đội hình của chúng ta nó hơi yếu ấy. Cho nên chắc là mình sẽ lắp thêm một cái giết khổng lồ. Đấy. Trận này kiểu như là xạ thủ độ quá nhỏ. Dì hiền ngay từ ra từ ngay từ cấp độ 5 luôn này. Ngon phết. Hiện tại là chúng ta đang phải đối đầu với hai người chơi đang đứng ở vị trí top 1, vẫn chưa ông nào gặp ông nào kìa. Vãi thật. Hai ông 100 máu vòng 3 này rồi mà không gặp nhau, chết dở. Rồi. Bạn này chắc là chơi cho gát à. Anh chà. Ui xong rồi. Thắng à? Đừng có thắng nha, tôi muốn thu nha. Đừng nha, đừng nha. Lắp đồ đi, lắp đồ các kiểu con nào đều đi. Ây à. Cứ tưởng như là thắng rồi. Nhưng mà con Cheat Face nó lia bài hình nón khá là lợi hại. Uầy, hai thằng ganh plank. Trời ơi. Bắt thì vẫn phải bắt thôi. Nhưng mà mình sợ bắt bây giờ thì nó lại thắng mất đấy. Cho nên là mình sẽ không lên 2 sao vội nhá. Trời ơi, cứ bị sợ thắng rồi. Kiểu dở thế đấy. Kiểu như anh em thua càng nhiều càng ngon mà. Chơi cái lõi này mà. Rồi. Ai đây? Đó chính là Pikalong. Đội hình của Pikalong hình như là đang tính chơi Warwick phiên bản sư đột biến à. Ây chà. Warwick này mới chỉ 1 sao mà thôi. Thôi xong thật rồi. Mất đi dàn tanh cho nên là đám đằng sau. Hoàng gì là ném. Ném quả bom vào chỗ thằng Bitfoten là ngon rồi anh em. Thắng rồi. Trời ơi. Ơi không sao. Nổ hũ nổ nhẹ cái hũ non một chút xem ra được những trang bị gì không nhá. Và mong sao là cái loại công nghệ tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một ấn ngoại binh. Ngoại binh. Không có rồi. Trái tim đấu sĩ, trái tim là tượng. Chứ không có trái tim ngoại binh. Hơi buồn một chút. À, vậy chắc là mình sẽ lấy cái trái tim thần tượng đi. Đây. Ô thần tượng ở hàng đầu à. Hơi xí đang một chút. Mà chắc là cũng có thể vẫn tận dụng được. Đây. Chúng ta sẽ cho gameplay vào ô thần tượng đi. Và chắc mình sẽ lắp thêm một cái cuồng đao và một cái giáp tinh thần luôn. Đây hợp lý chưa? À, với combo trang bị này thì cái cuồng đao thì có vẻ không phù hợp với Zihin cho lắm. Nhưng mà giáp thiên thần với các giết khổng lồ là được. Anh em có thể lắp cho Fiora, Zon hay là mấy con carry 4 tiền như là Ugot nữa cũng được. Mấy con đấy cầm những lượng trang bị này thì quá là xịn sò. Hiện tại mình đang sử dụng tạm cho Mifotern nha. Không thì kiểu như là Zinix cũng được. Đấy. À đời. Guru, đội hình của Guru cũng có cho mình được ngoại binh. Ui, ông này cũng thua có tính toán này. Nhưng mà lại có được trái tim ngoại binh. Đấy, ngoại binh là dành trái tim cho ông này chứ. Éo dành cho mình rồi. Mình mà có kiểu trái tim ngoại binh thì tôi với cả ông này lấy cái loại công nghệ y đúc nhau luôn. Mà cũng đam mê ngoại binh cùng nhau luôn mà. Đấy. Đi chợ nào. Ui. Chúng ta có Zone cầm Ganga. Xịn này. Của tôi. Ai à, ông kêu lấy luôn đi. Trời ơi. Cứ đoán lên chứ. Đây. Là mình gọi là tưởng bở lấy được con Zone anh em ơi. Hơi tiếc một chút. Nhưng chắc là cũng không sao. Còn Seraphine cầm cái BF này chắc là mình sẽ bán luôn nhá. Có thể lấy luôn trong bị BF ra. Chúng ta có Lux
và Braum. Hai con này thì mình sẽ cho tạm con Braum vào để có thể lấy thêm cái hiệu ứng khống chế cũng như dàn tanh cứng cứng một chút. Lắc chắc là không chơi được rồi này. Đồ này sao mà chơi được lắc đây anh em? Khó quá. Chitana này, Chitana thì chúng ta cũng có thêm được 3 xạ thủ thôi, không có gì đáng kể cả. Để xem ai là đối thủ tiếp theo của chúng ta đây. Đó chính là Quý Biểu, Quy Bu này, Yêu Cháp này. Đang cố gắng lắp thêm trang bị. Sợ thua à? Rồi xong rồi. Dù gì cũng thua, gần như là nguyên sản. À, con mò bắn cũng khá là lực. Sau 15 giây combat thì những vị tướng trên bàn cờ của thanh niên này sẽ được tăng tiến sức mạnh khá là nhiều. Ok. Wow, tương sao FPS giảm vậy ta? Chúng ta có Samira. Ui rồi ôi, Seraphine. Mình sẽ bán con này đi. Seraphine thì mình đang chơi thần tượng mà anh em, không thể nào mà bỏ qua Seraphine được. Chúng ta sẽ cho con này vào đây và là sẽ có được 3 thần tượng và 4 ngoại binh. 3.6 mà mình đã đạt được cấp độ 7, kết hợp với đấy là 50 tiền. Đây là một cái cấp độ khá là nhanh. Kết hợp với đấy là lượng tiền dồi dào, đội hình cứng cáp. Cho nên trận này chắc là mình sẽ đánh ở cấp độ 9 nhanh em nhá. Tùng Minh, hình của Tùng Minh cũng chơi ngoại binh kết hợp với xạ thủ luôn. Hôm nay em lượm được con Zihin của mình thì thôi chứ nhở. À, chuyển sang diệt khổng lồ thì đúng bình luôn. Poem. Ok, 4 trận thắng liên tục. Khúc ca lan tỏa. Chúng ta sẽ được gây một chút sát thương, hồi máu và thêm cả tốc độ đánh nữa. Nói chung là đánh giá con Seraphine này vừa có sát thương, vừa búp máu, búp tốc đánh nữa. Quá tuyệt vời. Không có chỗ nào để chê được. Mà chúng ta cũng chỉ cần chơi một thần tượng thôi cũng được. Đây. Mình sẽ thay đổi trang bị cho này luôn nha anh em. Này là ok rồi. Tại vì tự dưng ra thêm một con Zihin nữa. Giờ mà ra Zihin 2 là coi như chơi luôn này. Trang bị thứ 3 thì mình sẽ hướng đến vô cực hoặc là gì đấy. Ôi, có vô cực luôn. Huyết kiếm rồi này. Được. Xin luôn nhở. Rồi ôi, đồ đẹp quá. Ui rồi ôi, nhưng mà chúng ta lại có một cái con là ngon hơn con Zihin này nữa. Đó chính là Zinix. Hiện tại thì mình thay đổi thì cũng có thêm thiện xạ cho nên là ngại gì mà không thay. Lắp 3 trang bị này cho Zinix luôn. Đấy. Mình sẽ như này vậy là ổn rồi. Như này thêm thiện xạ này. Chút nữa mình sẽ bắt thêm con, một con liên xạ nữa. Liên xạ Ugot hay là gì đấy. Là binh luôn. Một trang bị quỷ thư không thể nào mà thiếu được trong mỗi trận đấu. Kiểu như chúng ta sẽ ngăn khả năng hồi phục ấy. Ủa, bắn đi nào. Ai à, bắn lực quá nhờ. Con gì nick này thì anh em thấy rồi đấy. À, vừa có hiệu ứng đốt này, vừa gây được rất là nhiều sát thương. Mundo Vi này, chị em luôn. Tuyệt vời. Thấy bây giờ là bao khỏe luôn rồi anh em ạ. Còn con Queen này thì chắc là bỏ luôn đi nhở. Trận này thì mình chắc là cũng không đam mê với ngoại binh nữa rồi. Ngoại binh gì tầm này nữa. 5 ngoại binh thì chắc là cũng, chúng ta đánh treo trụ thu ấy thì nó mới ra nhiều trang bị xịn sò được. Ai đây? À, đang dồn đồ cho chó gát. Rồi anh em chơi hệ khổng lồ kết hợp với đột biến đấu sĩ. Nhìn qua về lượng trang bị của chó gát thì đánh giá rất là trâu. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem Zinix với diệt khổng lồ bắn mấy phát nha. Rồi xong rồi. Chuyển sang dạng lựu đạn. Bắn cho thì nhà nhựa hết. Cái lâu lâu đổi gió anh em ơi. Đổi gió sang con kỳ nhông mới vắt. Zumi Ugot đây. Thay vào đây. Hợp lý chưa. 4 liên xạ.
Thế anh em thì con linh thú nào nó đẹp nhất? Mình thì mình vẫn thích con chuột chũi đá mỏ hơn, hoặc là con thủy thần. Mấy con này cute dễ thương này không quen anh em ạ. Đây, đá con này đi luôn nha. Trời ơi, Odin ở cấp độ 9 mà. Ôi trời ơi, ông này cũng chơi liên xạ kết hợp với ngoại binh luôn à, căng quá nhỏ. Nhưng mà con dồn trang bị thì nó mới chỉ có một sao mà thôi. Pom. Và đây là bốn liên xạ kết hợp với chị em. Thấy không? Bắn siêu cháy luôn. Tự dưng level 7 nó ra cho mình luôn con Zinix chơi anh em ạ. Chứ đang tính gọi là đang chơi Zin á, ra luôn Zinix, thế là phải bắt luôn rồi. Mà Zinix là một trong những vị tướng carry 5 vàng gần như là mạnh nhất theo mình đánh giá vậy thôi. Ui, có Kai'Sa nữa này, Kai'Sa Victor này. Kai'Sa Victor, mình lấy được con gì thì lấy, còn không thì chắc mình sẽ lấy nước mắt hay là găng đi nhở, găng cũng ngon này. Để làm cái bao tay đạo tặc. Đấy, bao tay đạo tặc hoặc là bút giống cũng được đấy. Kiểu như trận này thì mình cũng check qua, cũng nhiều anh em đánh phép phết. Ok, Mid for turn gì tầm này nữa, hai con cá. Ok, 24 tiền để có thể lên cấp 9. Bây giờ mà úp cấp 9 luôn thì chắc là anh em kiểu mẹ thằng này úp cấp nhanh vậy. Chỉ có thể là ngoại binh kết hợp với những cái lõi công nghệ thì chúng ta mới có được cái khả năng xanh sao như thế này thôi. Anh em có thể lấy nhà tài phiệt hoặc là thua qua tính toán như mình. Nhưng mình đâu có thua đâu, mình thắng luôn mà. Thắng cả ngon. Thắng cả ngon, vừa giữ được máu lại còn úp cấp để tiến úp cấp. Đấy. Mà thua chúng ta thì chúng ta cũng được có được một lần free roll và 2 tiền nữa. Nên thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao. Uầy, quá bắn kinh thật. Mong là nó sẽ ra cho mình một cái lõi công nghệ nào xịn sò một chút. Chẳng hạn như là liên xạ hay là ở ngoại binh cũng được. Ngoại binh kiểu ấn bạch kim nhỉ, cho cái 7 ngoại binh cho anh em xem chiến lắm. Bên này thì Châu Gát vẫn đang thể hiện được sức mạnh rồi. Uầy, Châu đánh lâu cũng chết rồi. Nice. Xem nào. Huy hiệu học giả hưởng ké hào quang và nhất thống. Hưởng ké hào quang thì cũng khá là ngon. Nhưng mà hiện tại thì đội hình của mình đang có rất là nhiều hệ anh em ơi. Hay là mình lấy cái nhất thống này đi. Mỗi tộc hệ trong đội hình sẽ được 4 sức mạnh công kích và 4 sức mạnh huyết thuật. Đấy. Được, chơi thử. Lại gym không chơi đúng không? Có Taric với cả Braum ở đây. Broom thêm vào đây thì cũng chưa được thêm cái gì. Bán đi. Vậy là trận này thì mình sẽ làm cho anh em xem một cái đội hình mà nó nhiều hệ nhất có thể nha. Tại vì đang có một cái loại công nghệ nó cực kỳ ngon mà ít ai biết đến. Đó chính là nhất thống. Đấy. Hiện tại đây chúng ta đang có được 5 hệ. Nhưng mà anh em cứ bình tĩnh, chút nữa thì mình sẽ kiểu bắt mấy con 5 vàng ấy. Như là con Tam Ken này, chúng ta sẽ có thêm hệ ăn tạp JC nữa này. Đấy, Yuumi thì chúng ta đang có hệ mèo cưng rồi đấy. Mấy con này thì một tướng của nó thì sẽ kích hoạt được một hệ vàng rồi. Hợp lý. Ổn áp rồi anh em ơi. Đây, dòng này nhìn cứ sao sao ấy. Mình vẫn thích con chuột chũi hơn. Chắc hôm sau mình sẽ chuyển sang chuột chũi hoặc là thủy thuần chơi thôi. Đấy. Úi giời, hệ ứng cũng khá là chất lượng. Galio, Zonde à, Fiora này. Chúng ta có Kai'Sa. Fiora thì sẽ có thêm hệ cảnh binh. Nhưng cảnh binh thì chắc là chúng ta mình sẽ kẹp thêm JC rồi. Bán con này đi. Galio thì tốn tận đến 2 slot.
Katana, kích hoạt được 3 hệ tài chế học giả và thuật sư. Hợp lý đấy nhờ anh em nhở. Zana này thì vì mình cũng đang chơi kiểu Zinix ấy, cho nên mình sẽ bán Fiora đi và mua Zana đi. Được. Hiện tại vẫn đang dư một slot của con Kai'Sa mà. Đấy. Như này. Bỏ Kai'Sa đi thì cho con gì vào đây? Tạm thời thì cứ ném tạm vào đây đi. Tamken. Tamken hợp lý. Chúng ta vừa có được phàm ăn với cả một chút đấu sĩ nữa này. Lại còn một chút ngoại bình nhưng mà chưa được kích hoạt được. Khi nào kích hoạt được đã đổi tính. Ok. Rồi xong, chúng ta gặp chó gắt châu chó rồi. Mà dăm ba con chó gắt này thì nhằm nhò gì với con Zinix anh em. Hiện tại là mình đang có được 4 liên xạ cơ mà. Mà 4 liên xạ thì mình đánh giá thì nó hơi thừa ấy. Tại vì đã bảo với anh em là làm một cái đội hình kiểu nhiều hệ nhất có thể, cho nên là chút nữa thì mình sẽ bỏ đi 2 liên xạ xem tình hình nó sẽ như thế nào. Thế tức là Zana 2, Victor, Seraphine. Seraphine thần tượng thì đã có rồi, nhà phát minh thì phải có được JC cái đã. Còn ngoại binh nữa. Ngoại binh thiếu 1. Cho tạm một tâm kiên ăn con này đi. Tại vì con Taric thì nó cũng đang kích hoạt cho mình thần tượng rồi ấy, cho nên là cũng không cần nhiều Seraphine cho lắm. Rồi, một lần nữa chúng ta sẽ phải đối đầu với Guru. Anh ta cũng chơi Zinix luôn ạ. Liên xạ kết hợp với ngoại binh các kiểu của đa điểu. Mà Zinix của tôi mới là Zinix Real. Cái này chắc là không chơi được rồi nha anh em ạ. Victor này khó chơi quá. 5 tiền nhưng mà nó chỉ qua được 2 hệ mà thôi. Thay vào đấy thì còn Zumi chẳng hạn. Zumi thì chúng ta sẽ có được mèo cưng này, học viện này, với cả hệ học giả nữa. Đấy. Tiếp tục là một Galio. Bắt để đây xem tình hình như nào. Galio 2, được. Nếu như mà mình cho con Midforton vào vị trí của Ugot hiện tại thì sẽ vừa kích hoạt được ấy luôn. Nhưng mà tạm thời thì mình sẽ như thế này đã. Vừa kích hoạt được kiểu xạ thủ và ngoại binh. Nhưng mà mình sẽ chút nữa mình sẽ cho con JC với cả vào con Midforton mà cũng được anh em ạ. JC thì chúng ta cũng có thêm cảnh binh, một cảnh binh về cuối game ấy. Rất là khỏe à. Nó kiểu thể hiện được sức mạnh nhiều hơn. Galio. Trời ơi. Galio vừa xuất chiêu một phát. Tất cả bàn cờ bay màu hết. Bán con này đi. Con nào không chơi thì chúng ta bán luôn nha. Bịt miệng ám sát. Ok. Midforton. Để có thêm một chút hệ đấu sĩ à? Chúng ta có ấn đấu sĩ với cả ấn ấn kia. Mới có nên lấy cái... Ôi mất ấn đấu sĩ rồi. Ấn hóa kỹ nữa kìa. Nhà phát minh kìa. Chắc là mình sẽ lấy cái nhà phát minh đi anh em. Nhà phát minh nhá. Đấy. Vậy là sẽ phải tìm thêm con Seraphine. Ui khó thế nhở. Từ từ đã. Loạn hết cả lên rồi. Zana này. Kai'Sa 2. Bắt tạm về đây đi. Lắc. Midforton, Seraphine. Tôi cần một con JC. JC của tôi ở đâu? Trời ơi. Toàn Victor này. Bao nhiêu là tiền của mình mà không ra được một con JC hoặc là thêm một con Zinix nào nữa anh em. Quá là nhỏ. Toàn ra Kai'Sa với cả Victor không à. Mà hai con này đâu có chơi. Ôi giời.
Bắn đi nào. Con Akali của ông Tokuda múa khá là đuột. Ừ, dậy mà múa đi. Dậy múa đi bạn. Ok, Tamaken lần này đã cho chúng ta một chút vàng và một thanh BF khá là lợi hại. Tiếp tục là một Victor nữa. Nếu như mình trận này mình nuôi Victor thì khả năang cũng sẽ lên 3 sao luôn rồi. Đây, chúng ta có JC. Mình sẽ bỏ đi Galio nha anh em nhá. Như này thì vẫn dư một slot. Mình sẽ cho thêm Seraphine vào. Vậy là chúng ta đã có được thêm một hệ nhà phát minh. Và hiện tại thì mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hệ. 10 hệ hiện tại nhá. Nhưng mà hiện tại nó đang thiếu cho mình là một hệ đấu sĩ nữa này. Đấy, là 11 hệ. Thứ hai là hệ gì nữa nhỉ? Xem còn thiếu hệ gì không? Thiếu một đấu sĩ. Mà nhiều hệ quá thì như là mấy cái hệ kia thì nó không xuất hiện được hết. Ui dồi ôi. Hôm nay gì mà khỏe vậy ta? Đau đấy. Hôm nay mẹ còn một máu khá là dãy này. Trái tim thần tượng. Giờ mình sẽ roll thôi. Ok. Như thế này à? Này cho con này luôn đi. Tại vì nó đang là tài chế cho nên là chúng ta sẽ có được một trang bị thành phần lớn. Canh blank. Giờ là chúng ta kiểu có một ấn ngoại binh nữa nhỉ? Thêm một hệ ngoại binh nữa. Chất phải rồi. Thuật sư, cảnh binh, học giả, tái chế, mèo cưng, chuyển dạng, nhà phát minh, phàm ăn, chị em, thần tượng. Quá nhiều hệ kết hợp với cái lõi công nghệ nhất thống thì đúng chuẩn bài luôn anh em nhỉ. Nhưng mà cái tôi cần hiện tại là còn Zenith 2 thôi. Chỉ nãy là bị thua một trận hơi cú đấy. Đấy. Này mình sẽ cho Tamaken ăn con Kaisadin. Lắp luôn cái này cho nó. Ủa. Cho'Gath 3 sao. Cách xa với các Zenith 2 sao này. Và sao mạnh thế. Đây, Cho'Gath 2 dây chuyền trục tội. Và một cái áo choàng gai. Nhưng mà hiện tại thì Zenith 2 sao của chúng ta, mình nghĩ là nó bắn hết rồi. À đúng rồi, còn thiếu hiện lên xạ nữa. Mình đang có lên xạ. Nhờ con Zenith với cả con Gangplank. Đấy, thiếu một tên xạ. Đây là quá nhiều tộc hệ cho nên là nó không thể hiện được hết nha anh em nhá. Giờ chắc mình sẽ roll nốt đi. Mong lấy được Galio 3 hay là Zenith 3 cho anh em xem. Cho nó mãn đồ nhãn như luôn đúng không? Đấy, Zenith này. Trời ơi. Đội hình quá nhiều hệ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mà nó thể hiện cho mình thiếu liên xạ là 11. Thứ hai là hệ gì nữa nhở? Đấy, quên mất rồi. À, đấu sĩ. 12 hệ. Ôi giời. Hôm nay Sako sát thủ thì chắc là cũng không có tuổi rồi. Phùm. Mau sẽ câu kéo thêm được một chút thời gian để mình có thể lên Zenith 3 hay là ấy 3 cho anh em. Ai à, đầu hàng luôn rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.